Đây, cái giải pháp phòng bệnh á, thì hiện tại cái này mình nói qua thôi, thì bên công ty Thủy Kim Sinh là có cái antivirus, thì thành phần của nó chứa những cái sản phẩm để kích thích hệ thống thực bào đó. Còn cái axit hữu cơ chay này chứa axit hữu cơ, thì nó kích thích được cái nó sẽ hạ được pH đường ruột và nó sẽ kìm hãm cái E. coli. Bởi vì E. coli là phải kìm hãm liên tục nhé mọi người. E. coli thì mình không thể nào dùng kháng sinh để mình phòng được đâu. À, mà mình phải sử dụng những cái sản phẩm nó có tác dụng đa năng á, thì nó mới kìm hãm được cái vi sinh vật là cái E. coli ở trong đường ruột, bởi vì bản thân E. coli nó đã tồn tại ở trong cái đường ruột rồi đó, cho nên là cái E. coli phải được kiểm soát liên tục, chứ không có thể là sử dụng được kháng sinh đâu. Đấy, nhưng mà đặc biệt là cái antivirus này thì nó sẽ kích thích được cái hệ thống thực bào đấy đó, nó sẽ tới, nó đưa thực bào là tới những cái gì, nó tới những cái màng đây này, mọi người nhìn lại nhé. Đó, khi mà bắt đầu nó sinh ra như thế này, đó, nó sinh ra bọt này, xong bắt đầu là nó sẽ hình thành, được chưa? Nó sẽ kéo màng như này, nó sẽ hình thành những cái mạch máu này, các bạn nhìn thấy không? Đó, cái mạch máu này thì bắt đầu nó sẽ sinh ra đại thực bào á, đó, thì cái antivirus đó nó sẽ kích thích được cái hệ thống thực bào và nó sinh ra cái thực bào này, được chưa? Nó đi tới các dòng máu này, nếu nó đi tới này, nó các cái cơ quan nội tạng, cái màng này, và nó sẽ tiêu diệt E. coli đó đấy, hoặc là tới màng túi khí, được chưa? Thì đấy là cái tác dụng và kích thích của hệ thống thực bào, là mọi người phải làm sao nắm chắc để kiểm soát được cái E. coli.